Thưa quý vị, chỉ trong vòng 5 ngày từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 5 năm 2015 đã xảy ra 3 sự cố thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội và tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra thường xuyên việc tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động đã được phê duyệt theo chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công. Theo đó, trước khi thi công, tư vấn giám sát phải thường xuyên có mặt tại hiện trường. Nếu biện pháp thi công đảm bảo an toàn mới cho phép tiến hành triển khai, tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm cùng nhà thầu để xảy ra sự cố trong quá trình thi công. Ngoài ra, bổ sung đầy đủ các biện pháp che chắn. Khi thi công các hạng mục trên cao, phải phong tỏa khu vực bên dưới, không để người, phương tiện đi vào phạm vi thi công. Hàng ngày trước khi bắt đầu thi công và chuyển giao ca kíp, yêu cầu nhà thầu phải tiến hành quán triệt các quy định đảm bảo an toàn lao động đến từng cán bộ, công nhân. Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã nhiều lần chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các dự án cầu vượt và đường sắt đô thị. Tuy nhiên, việc chấp hành của các đơn vị chưa nghiêm túc vẫn để xảy ra các tai nạn đáng tiếc.